cứ việc gọi là rap mà đẹp trai. Khi chăm nghe thì không bằng mắt thấy đẹp trai. Đúng, nổi tiếng đúng, nhưng mà tụi anh rap hay. Bao ngày ôm mơ sẽ bay cao, oh, tên đặt ngang với những ngôi sao, oh, bây giờ không còn là chim bao rồi, oh, oh, một cộng đôi Việt. Vấn đề kỹ năng. Thả dáng, anh thật like, dịu dàng
đầm thấm không chả nai cửu long mãi đỉnh anh nói về chả sai bé giỏi văn không cho anh trả bài kệ miền tây này in the club kệ miền tây căng gặp em là anh tự đổ em như là cây xăng ít buổi tối làm em vui em thưởng thức thao túng nhau bằng thao tác vợ chồng đồ dữ người dẫn em đến thiên đường được hiểu đất em đêm nay em khóc ở trong ấp rõ ở trong ấp nấc ở trong ấp khóc đêm nay em khóc ở trong ấp rõ ở trong ấp Hồi trước nhìn anh ngông lắm. Từ khi nào mà anh lại thay đổi như vậy? Từ ngày gặp em không có thơ thà yên lòng ta tớ chuyên khóc thương ta. Anh mà mặc thép thì chắc đẹp trai lắm ha. Đẹp gì chứ? Một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, tài hoa, nghệ thuật, phụ nữ rất yêu.